Lần đầu tiên, hành động tương tác giữa hai người chơi chính thức xuất hiện khi bạn sở hữu trang phục huyền thoại Địa Cực Hỏa Băng. Cùng ông anh review xem hết 5 đặc quyền hot đi kèm nhé. Đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta, trang phục huyền thoại Địa Cực Hỏa Băng. Dự đoán đây sẽ là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ tán gái của các anh em trong Free Fire. Cùng châm ngôn, bên ngoài anh lạnh băng nhưng bên trong anh rực lửa. Gặp trang phục này trên map thì chắc chắn 100% đây là người có tài chính tốt rồi. Tiếp theo là đặc quyền đầu tiên khi sở hữu trang phục huyền thoại, dung nham hỏa băng. Với bộ màu sắc cùng bộ tóc khác hẳn phiên bản Địa Cực Hỏa Băng, chắc chắn anh em sẽ không cần lo đụng hàng khi lỡ gặp nhau trên sảnh chờ đâu. Đặc quyền tiếp theo chính là thay đổi trang phục hỏa băng với giao diện hỏa băng full body cực cháy. Biến hình như thế này thì phải gọi là sáng nhất đêm Noel, phải không anh em? Chưa hết, hành động gia nhập hỏa băng sẵn sàng chính là đặc quyền thứ 3 khi bạn sở hữu trang phục huyền thoại Địa Cực Hỏa Băng với hiệu ứng xuất hiện đa vũ trụ cực ngầu. Và highlight của video review hôm nay chính là hành động tương tác đầu tiên xuất hiện tại Free Fire, phong cách hỏa băng. Quả là một hành động chào, tương tác với đồng đội chất như nước cất chứ còn gì nữa. Còn nữa, đặc quyền cuối cùng lần này chỉ có khi anh em sở hữu trang phục huyền thoại Địa Cực Hỏa Băng thôi nhé. Quá đã phải không anh em? Cùng đón chờ sở hữu ngay trang phục huyền thoại Địa Cực Hỏa Băng cùng 5 đặc quyền cực chất nhé.